Một lão nông ở Đồng Tháp đã tìm giống và trồng thành công giống na có trái khủng lên đến hơn 1 kg, ít hạt. Cây na có trái khổng lồ trên được ông Nguyễn Văn Năm, 64 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đem về trồng tại vườn nhà cách đây 6 năm. Theo ông Năm, đây là giống na dai của Thái Lan hay còn gọi với cái tên mỹ miều là na hoàng hậu. Khi về trồng đó là được năm mấy là nó mang trái, sao thấy ăn quá ngon, dạng trái to, ít hạt, da vàng. Thành ra thấy là cây nó đạt chuẩn để xuất khẩu, ra tôi mới từ đó mới là mua giống về trồng. Nhưng mà giống cấp đầu là tôi mua mất rất là mắc, 100 ngàn một cây nè. Lúc đó vàng thì có 1 triệu 6 một chỉ à. Thành ra lúc mà tôi mua mà 32 cây này là bán 2 chỉ vàng mới mua được là 32 cây giống. Rồi về trồng sau này bắt đầu là được khoảng 5 năm 2 tháng gì đó nó tự có trái. Tôi thấy ăn ngon quá, bắt đầu tôi mới ra là mua thêm trồng để lập thành vườn hiện giờ luôn. Sau thời gian trồng thử na hoàng hậu, ông thấy cây có ưu điểm là không sâu đục thân, ít sâu đọt, ít rệp sáp, khâu săn sóc cũng nhẹ. Hiện khu vườn 2 hectare của ông Năm đã trồng được khoảng 2.000 gốc na. Bên cạnh đó, ông còn nhân giống để bán. Một trái là trung bình là nó nửa ký trở lên, tới khoảng ký 3, ký 4. Còn hột của nó là trung bình là 20-30 hột trên một trái. Còn đặc tính của nó là ăn ngọt, thơm. Lại ngọt thanh chứ không phải là ngọt gắt. Rồi màu sắc của nó mát mắt, thành ra thị trường ta rất ưu chuộng loại da vàng. Theo ông Năm, mặc dù na hoàng hậu dễ chăm sóc nhưng loại cây này không chiết được mà chỉ có ghép nhánh. Thời gian cho trái là 18 tháng, từ trổ bông đến thu hoạch trái là khoảng hơn 4 tháng. Đặc tính do trái to, giá thành cao nên chỉ cần mỗi cây đậu khoảng 30% trái là đã đạt. Đặc tính thích hợp khí hậu thổ nhưỡng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nên một năm nay na hoàng hậu cho 2 vụ trái. Đợt đầu rơi vào dịp bán hàng chân Tết Đoan Ngọ, vụ sau là Tết Nguyên Đán. Thương lái thu mua tại vườn đối với na loại 1 từ 400 gram trở lên là 80.000 đồng một ký, dưới 400 gram là 60.000 đồng một ký. Mới nghe đồn thì mình cũng tính là nó người ta cũng thổi phồng phần nào đó để người ta bán cây giống. Vì thật ra mình biết nó cũng thấy nó là nó cũng giống như cái mà cây miếng cầu ta của mình thôi, mà cái trái miếng cầu ta thì tới 5-6 trái mới được 1 ký. Nhưng cái trái này sao nghe nói là 1 ký thì lúc đó cũng chưa tin được. Nhưng mà nay thực tế thì nó mang cả ký hơn ký thì qua đây thấy trái rồi mình mới tin. Giống trái cây mới này hứa hẹn sẽ là loại nông sản mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long.